căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 210 kết luận điều tra PC01 D3 ngày 5 tháng 6 2020 đối với vụ án giết người chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 9 tháng 1 năm 2020 tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố 25 bị can về tội giết người theo quy định tại khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự và đề nghị truy tố 4 bị can về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại khoản 2 điều 330 của Bộ luật hình sự. Vâng, chào bạn Cẩm Tú Cầu nhé. Theo kết luận điều tra, hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án hình sự chuẩn bị từ trước thể hiện qua việc tập hợp lực lượng, đóng góp tiền mua vũ khí, họp bàn phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng. Đồng thời kết luận điều tra cũng nhận định hành vi phạm tội của các đối tượng là man rợ, có tính chất côn đồ, giết chết nhiều người, cần phải được xử lý nghiêm để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Man rợ là như thế nào? Là bọn chúng đã xây và đào sẵn một cái hố ga sâu chừng 4m, rộng khoảng 3m, phủ bạt lên trên. Thế là lực lượng công an ấy, với ba chiến sĩ, người ta tưởng rằng cái đó là cái sàn nhà đã dấm vào rơi xuống. Khi rơi xuống đó rồi thì các đối tượng đó hô giết chết bọn nó, cho bọn nó chết, đổ xăng lên sờ, châm lửa vứt xuống thiêu chết, thiêu sống người ta luôn. Cái đó là hành vi cực kỳ man rợ, dã man mà bọn chúng còn vu khống bịa đặt là không có. Mà cái hình ảnh thông tin đó phát tán trên mạng rất là nhiều. Qua đây nhận diện những cái luận điệu xuyên tạc của bọn chúng này xung quanh vụ án trên, các đối tượng chống đối cơ hội chính trị trong và ngoài nước liên tiếp đưa ra những cái thông tin sai sự thật, không có căn cứ, xuyên tạc bản chất, hòng bôi nhọ uy tín hình ảnh của Đảng, Nhà nước và lực lượng công an nhân dân, tạo cớ cho các thế lực thù địch ở bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Bất chấp việc các bị can trong vụ án đã nhận tội, sau khi cơ quan cảnh sát điều tra hoàn thành việc điều tra và đưa ra bản kết luận điều tra đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật, nhiều cá nhân tổ chức chống đối như Trịnh Bá Phương, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Văn Đài, v.v. vẫn cố tình đổi trắng thay đen, thương vay khóc mướn. Nên nhớ thương vay khóc mướn để ở trong ngoặc kép nhé. Bởi vì không những bọn chúng thương vay khóc mướn cho cái 29 đối tượng này, mà bọn chúng thương vay khóc mướn cho rất là nhiều các đối tượng khác. Đấy, bởi vì cái đám này là đám dân chủ cuội đần độn nhất ở trong nước, mà láo tét nhất. Bọn chúng thương vay khóc mướn cho các đối tượng phạm tội ở đồng thời á, một số báo đài nước ngoài có nhiều cái tiêu cực thường xuyên đăng tải bài viết thiếu căn cứ, thiếu kiểm chứng về tình hình Việt Nam, như BBC, RFA, VOA, RFI tiếp tục tát nước theo mưa, đăng tải nhiều bài viết bình luận không đúng thực tế, kích động sự nghi kỵ, gây mất đoàn kết nội bộ của Việt Nam, khiến cho tình hình thông tin trở nên nhiễu loạn. Đấy. À, Hùng Ngọc mà là nhà đấu tranh dân chủ cuội, cu còn trẻ lắm, còn non lắm. Đối với vụ án xảy ra ngày 9 tháng 1 năm 2020 tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm ấy, ngay từ khi xảy ra sự việc, các đối tượng cơ hội chính trị đã tích cực tận dụng để tiến hành tuyên truyền xuyên tạc chống phá chính quyền. Trong quá trình cơ quan chức năng tiến hành điều tra, các đối tượng này tiếp tục nguy tạo thông tin, gây sức ép đối với cơ quan điều tra nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung. Bằng chứng là bọn chúng đưa ra nhiều cái thủ đoạn khác nhau, các đối tượng tiến hành hướng lái thông tin, lôi kéo sự can thiệp của các tổ chức quốc tế, thể hiện rõ
gây hoang mang dư luận, gây bất lợi cho Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đó là cái âm mưu, cái mục đích của bọn Trịnh Bá Phương này, Nguyễn Văn Đài này, Nguyễn Hữu Vinh này, đấy, và nhiều thành phần khác. Mà trước đấy, lúc mà bắt giữ 32 chiến sĩ cảnh sát cơ động á, thì sau đó, sau đối thoại xong cái vụ việc Đồng Tâm, Lê Đình Kình đã cho thả ra. Nhưng mà về sau á, Lê Đình Kình này còn kết hợp với con Hồng Thái Hoàng. Mà Hồng Thái Hoàng ở đây nhiều người không biết, Hồng Thái Hoàng không chồng mà 4 đứa con ấy, là một nhà đấu tranh dân chủ cuội, đi lang bạt khắp mọi nơi đấy, mà làm nhiều cái chuyện rất là đồi bại ở trên cộng đồng mạng cũng như ở ngoài đời. Sau khi quá trình điều tra kết thúc và chuyển sang giai đoạn đề nghị truy tố những nhà dân chủ cuội, nửa mùa tiếp tục thực hiện chiêu bài đổi trắng thay đen, vu khống chính quyền, xuyên tạc cái nguyên nhân và bản chất vụ án. Đó. Đối với vụ việc tại xã Đồng Tâm từ năm 2013, dưới danh nghĩa đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, cái tên cầm đầu Lê Đình Kình ấy, trước từng là chủ tịch xã, đang là bí thư đảng ủy. Ông này là cầm đầu và chỉ đạo những người khác thực hiện theo cái mưu đồ của hắn. Hắn tham ô tham nhũng, sau đó bị khai trừ, cách chức, khai trừ ra khỏi đảng, bất bán với chính quyền, là một tên phản động phản quốc. Lê Đình Kình, Lê Đình Công và Bùi Viết Hiếu đã cầm đầu thành lập nên cái gọi là Tổ Đồng Thuận, để lôi kéo kích động quần chúng nhân dân khiếu kiện phức tạp liên quan đến cái việc quản lý sử dụng đất tại địa phương. À, còn lập rào chắn, lập pot, mà nhiều người xem nhiều cái video clip ấy, bọn chúng nói là sử dụng bom xăng, lựu đạn, bình ga, dao phóng, vân vân, là đối kháng với lực lượng chức năng, đẩy lui lại lực lượng chức năng là cái thành công của bọn chúng. Thì bọn chúng chả là phản động phản quốc là gì? Lập trạm kiểm soát người ra vào, không cho cán bộ địa phương tiếp cận tại làng đấy, tại cái khu Đồng Tâm ấy. Mặc dù cơ quan thanh tra các cấp đã vào cuộc tiến hành thanh tra, kiểm tra, tổ chức đối thoại giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, nhưng các đối tượng trong cái Tổ Đồng Thuận, mà cái Tổ Đồng Thuận các bạn nên nhớ ở trong ngoặc kép nhé, vẫn cố tình không chấp hành, thậm chí còn gia tăng các hoạt động chống đối, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh nông thôn tại địa phương, tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự, gây bức xúc cho dư luận rất là lâu đấy, riêng cái Tổ Đồng Thuận này. Trong cái quá trình nhé, Bộ Quốc phòng tiến hành xây dựng hàng rào bao quanh cái khu vực sân bay Nhiêu Môn, các đối tượng trong cái Tổ Đồng Thuận tiếp tục gây sức ép cho cái chính quyền, cùng với việc tập hợp các đối tượng bất hảo, nghiện ngập các đối tượng trong Tổ Đồng Thuận, còn tiến hành chuẩn bị phương tiện, vũ khí để chống đối, đến cùng sẵn sàng ăn thua với chính quyền. Ăn thua là gì? Bọn chúng dùng bom xăng, dùng gậy gộc giáo mác, dùng tất cả những thứ gì mà bọn chúng có thể sử dụng được để giết những đồng chí, những chiến sĩ cảnh sát đấy, bắt giữ. Cái đấy có, cái đấy là phản loạn là gì? Phản động, phản quốc. Mà ở trong cái Tổ Đồng Thuận này, được sự tiếp tay của các nhà đấu tranh dân chủ hải ngoại, rất là nhiều các nhà đấu tranh dân chủ cuội đần độn lắm, nó tiếp bằng sức, thể hiện bằng cái gì? Live stream, cổ vũ sĩ khí, cổ vũ tinh thần là một. Thứ hai, gửi tiền, mà vũ khí lựu đạn bọn chúng lấy ở đâu ra? Cũng từ các nhà đấu tranh dân chủ cuội ở hải ngoại, các nhóm như Việt Tân này, các thành phần bất hảo sống lưu vong ở Thái Lan, Campuchia mang về nước
Đấy. Đỉnh điểm á, vào ngày 9 tháng 1 năm 2020, có nghĩa là trước Tết đấy, các đối tượng trong cái tổ Đồng Thuận đã tấn công cơ quan chức năng khiến 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh. Hành vi của các đối tượng trong tổ Đồng Thuận thể hiện sự bất tuân, coi thường pháp luật và mạng người, gây bức xúc trong dư luận và quần chúng nhân dân. Tuy nhiên á, lưới không xương trăm đường lắt léo, bất chấp những cái tài liệu chứng cứ rõ ràng thể hiện cái hành vi phạm tội ngang nhiên trắng trợn và man rợ của các bị can trong cái vụ án, nhiều kẻ núp bóng đấu tranh dân chủ nhân quyền vẫn cố tình hướng lái thông tin các đối tượng đổ lỗi vì chính quyền cướp đất của người dân nên mới xảy ra vụ việc ngày 9 tháng 1 năm 2020. Bọn chúng còn rêu ra rằng hành động của các tổ, của các thành phần ở trong cái tổ Đồng Thuận á, chỉ là tự vệ để bảo vệ đất. Đó. Và bọn chúng còn vu khống một cách trắng trợn lực lượng chức năng tấn công dân làng, dân lành. Đấy. Tấn công cái nhóm chống đối, lập rào, lập bót, sử dụng bom xăng, giao phóng để tấn công lực lượng chức năng, mà còn gọi là dân lành gì? Là dân phản động, phản quốc, là dân bạo loạn, là những thành phần bất hảo, bất tuân pháp luật. Những cái thành phần này phải được trừng trị đến nơi đến chốn. Những kẻ nào cầm đầu phải đem ra xử, xử thật nặng. Nhất tử hình, thứ hai chung thân. Còn những thành phần nào nhẹ hơn, cải tạo 15-20 năm để bọn chúng sáng mắt ra, chống đối lại chính quyền, chống đối lại nhân dân, chống đối lại đảng nhà nước thôi mà còn giết người, giết những đồng chí, những anh em chiến sĩ công an. Các người cũng là người, cũng là xương, là máu, là thịt, cũng có gia đình, có vợ con. Mà các đồng chí chiến sĩ đấy cũng có gia đình, có vợ con. Có nhiều đồng chí còn rất là trẻ đã hy sinh. Chính vì vậy ấy, cần phải tiêu diệt cái tên Lê Đình Kình trước. Đã nghe, tiêu diệt tên Lê Đình Kình này từ lâu rồi, từ sau cái vụ mà cho cả làng bắt giữ anh em chiến sĩ cảnh sát cơ động á. Bọn chúng á vô đạo đức và tán tận lương tâm hơn, để đạt được cái mục đích chống phá, các đối tượng chống đối cơ hội chính trị đều xuyên tạc về sự hy sinh của 3 cán bộ chiến sĩ công an. Các đối tượng vẽ ra hàng loạt thuyết âm mưu xung quanh vấn đề này. Một số đối tượng đưa ra luận điệu cho rằng sự hy sinh của 3 cán bộ chiến sĩ công an chỉ là không có thật. Cơ quan công an đưa ra thông tin ấy hòng kích thích nhuệ khí những chiến sĩ khác, mạnh tay tấn công trấn áp người dân ở thôn Hoành. Mà ở đây ấy, các đối tượng hay rêu rao trên các diễn đàn là ai? Là những thành phần dân chủ cuội ở trong nước lên các diễn đàn của các thành phần phản động ở hải ngoại, đăng trên YouTube và Facebook. Hải ngoại nhiều nhất, live stream nói nhiều nhất là tên Tân Thái và Benny Trương. Sau đó tên Trương Quốc Huy. Ba cái tên này sau này á chết đi không để lại phúc đức cho con cháu đâu, xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn. Và hiện tại kích động người dân xuống đường biểu tình, gây bạo loạn lật đổ. Cái đó là cái hình thức khủng bố, là nhà đấu tranh dân chủ cuội khủng bố như Tân Thái, Benny Trương này. Đấy. Còn thêm tên Bình Minh nữa, bây giờ gọi điện khủng bố các lực lượng công an. Mà cái live stream tối hôm qua Dương Vy cũng nói rồi đấy. Bình Minh, Trần Thủy, những thành phần này nên phải xử lý một cách thích đáng nếu mà có cơ hội. Còn tiếp tục cái vụ việc ấy, nhiều cái đối tượng lại rêu rao chính quyền cố dựng lên những sự hy sinh này để bao biện
cho hành động tấn công vào làng Hoành. Thế mới thấy khả năng xuyên tạc của các đối tượng núp bóng dân chủ không có giới hạn. Bọn chúng ấy chỉ cần đạt được mục đích chống phá, các đối tượng có thể xuyên tạc bất cứ vấn đề gì, sẵn sàng đổi trắng thay đen bất chấp luân thường đạo lý. Bởi vì bọn chúng dân chủ cuội trở thành dâm chủ cuội được thì bọn chúng còn bất chấp gì cái luân thường đạo lý nữa, đúng không? Cái khả năng xuyên tạc của bọn chúng ấy, xuyên tạc vu khống bịa đặt kích động nó một cách cực kỳ là dã man, mà nó không có giới hạn, không có cái điểm dừng. Cái gì bọn chúng cũng xuyên tạc được, ngay cả cái con cóc chết thì bọn nó còn bảo là con cóc nó sống, con cóc đây là cóc vàng được. Dương Vi cũng chịu thua luôn. Những nhà đấu tranh dân chủ cuội xuống đường biểu tình mà cởi quần cởi áo, như cái vụ việc mới xảy ra ở Hà Nội ấy, hai cha con ấy, thì bọn chúng bảo là đấy là những người yêu nước. Yêu nước mà xuống đường cởi trần chuồng, yêu cái gì? Tổng ngồng ra. Người thượng cổ người ta còn biết lấy vỏ cây, lá cây để che vào cái bộ phận sinh dục, che những cái chỗ mà cần che. Còn người dân chủ mà lúc nào cũng nói văn minh lịch sự thì lại cổ suý cho cái việc cởi trần chuồng như vậy. Thì văn minh lịch sự ở đâu? Thì chả trở thành dâm chủ cuội là cái gì? Vì mấy cái đồng tiền đô la bẩn thỉu chỉ có 15 đô la thôi, nó vào khoảng 360.000 đồng, nhưng mà sẵn sàng tụt quần cởi áo đứng trước bàn dân thiên hạ để cho người ta xỉ vả. Cái đó nghe theo cái đám dân chủ cuội ở hải ngoại, nghe theo cái đám dân chủ cuội đần độn trong nước để thực hiện cái hành vi vô lương tâm, vô sỉ, bị ổi như vậy thì không phải là người nữa, là súc vật, nghiệp súc. Đi liền với việc xuyên tạc nguyên nhân ấy, bản chất vụ án, các đối tượng chống đối cơ hội chính trị núp danh đấu tranh dân chủ nhân quyền cũng nhanh chóng kết nạp 29 bị can mà bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố vào nhóm dân oan. Mà cái nhóm dân oan á, bây giờ con Tâm Dương Nội nó cầm đầu rồi, chỉ thị cho cái con, nói chung là cái con Tâm này là cái con mà bố láo bố tét nhất, mà Dương Vi cảm thấy cái con đó là một cái con nghiệp súc, bất chấp tất cả mọi thứ để thực hiện cái mưu đồ của bà ta. Ngân oan thì Dương Vi cảm thấy không có oan là mấy, tuy rằng có nhưng mà rất ít, oan tham thì có nhiều. Nói về cái dân oan tham, Dương Vi không muốn nói nhiều nữa, bởi vì nhiều diễn đàn Dương Vi cũng nói rất là nhiều về cái đám này rồi. Bây giờ chỉ đi sâu vào một chút nữa về cái vụ việc Đồng Tâm này. Bất chấp cái sự việc các đối tượng có hành vi phạm tội một cách dã man, tàn bạo, tàn nhẫn như vậy ấy, nhưng các nhà đấu tranh dân chủ mà Dương Vi hay gọi là các nhà đấu tranh dân chủ cuội vẫn o bế, bao che, tẩy trắng cho hành vi phạm tội các đối tượng này, đang cố tình hướng lái thông tin, rêu rao luận điệu 29 bị can trong cái vụ án này là nạn nhân của chính quyền, tung ra thông tin hỏa mù cho rằng hành động của 29 bị can chỉ là nhằm giữ đất, là xuyên tạc bị đặt một cách trắng trợn như vậy. Mà các nhà đấu tranh dân chủ cuội, các đài báo, các thành phần phản động ở hải ngoại nó lại ủng hộ cho cái việc các nhóm đấu tranh dân chủ cuội, nghe thành phần bất hảo ở trong nước đưa cái thông tin này lên liên tục ở trên các báo đài, trên các live stream. Đồng thời các đối tượng cơ hội chính trị cũng tiếp tục đẩy mạnh việc kêu gọi ủng hộ
đòi công lý vì nhân quyền cho 29 bị can trong vụ án. Cuối cùng á, các đối tượng ngang nhiên vu khống, quá trình điều tra không khách quan. Bản kết luận điều tra được đưa ra không đúng sự thật. Trên thực tế, vu khống cơ quan chức năng, ngụy tạo chứng cứ để kết án người vô tội. Về cái việc này á, Dương Vy khẳng định rằng cơ quan điều tra người ta lúc lấy lời khai, các bị can khai người ta có ghi hình, ghi âm, ghi hình. Thậm chí nhiều đối tượng còn được đưa ra trước cơ quan ngôn luận những cái lời khai đấy, trên đài báo chính thống đấy, thậm chí tung lên cả Facebook, có cả trên YouTube đấy. Khai hành động như thế nào, làm ra làm sao, sử dụng xăng xiếc đốt người ta như thế nào, trước đấy xây cái hố ga đó ra làm sao, đều có hết. Mà bọn chúng còn xuyên tạc bịa đặt, đổi trắng thay đen như vậy, thì bọn chúng đúng là những cái kẻ đấu tranh dân chủ cuội, mà cực kỳ giảo hoạt, cực kỳ là vô sỉ bị ổi. Bọn chúng bao biện cho cái hành vi phạm tội cũng là một cái tội ác nha. Hành vi phạm tội của 29 bị can bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đề nghị truy tố trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 9 tháng 1 năm 2020 á, tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội là đặc biệt nghiêm trọng. Dương Vy xin nhắc lại, đó là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Trong vụ án, các đối tượng đã lên kế hoạch chặt chẽ, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị vũ khí, hung khí nguy hiểm để đối phó với các lực lượng thực thi nhiệm vụ. Hàng loạt vật chứng thu thập được tại hiện trường vụ án như lưu đạn, bom xăng, dao phóng, gạch đá, gậy gộc, vân vân, là minh chứng rõ ràng nhất thể hiện sự có tính toán, chuẩn bị từ trước, sẵn sàng chống đối đến cùng các đối tượng trong vụ án. Không có bất kỳ nguyên do gì có thể bao biện cho hành vi phạm tội manh động man dợ mà các bị can trong vụ án đã thực hiện nha. Việc cơ quan điều tra đề nghị truy tố đối với 29 bị can trong vụ án là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Việc xuyên tạc bản chất vụ án Đồng Tâm, bao biện những người có hành vi phạm tội cũng là một tội ác. Pháp luật cần được thực thi một cách nghiêm minh. Bất kỳ ai phạm tội đều phải đối mặt với một chế tài tương ứng. Không thể có chuyện lạm dụng hai tiếng nhân dân để chống đối chính quyền. Đấy. Lạm dụng dân chủ là muốn làm thế này làm thế nọ được. Tùng Lê, đối với các nhà đấu tranh dân chủ cuội của các anh ấy, thì các anh nên nghiên cứu lại một hình thức đấu tranh mới. Mà Dương Vy cũng khuyên các anh rất là nhiều, đi các diễn đàn Dương Vy đều khuyên rằng các anh muốn lật đổ được Đảng Cộng sản hay muốn sờ được lông chân Đảng Cộng sản Việt Nam thì các anh phải nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là phương thức mà các nhà đấu tranh các anh có thể sờ được lông chân Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì các anh không nghiên cứu được những cái vấn đề đó, đi sâu, đi xa vào cái vấn đề chủ nghĩa triết học Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thì các vị không bao giờ thực hiện được cái mưu đồ đó, bởi các vị không biết cách lấy lòng dân, không biết cách nói lên sự thật, không biết cách tôn trọng người khác. Và đặc biệt hơn, các nhà đấu tranh của các anh không có đạo đức, không có lối sống lành mạnh. Không phải vì dân, vì nước như chủ nghĩa xã hội, như cái mục tiêu của Đảng nó đề ra,
thì các anh không bao giờ thành công trong cái việc đòi lật đổ chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà trước đó năm 1975, có nghĩa là tại ngày 30 tháng 4, lúc mà một số tướng tá cuối cùng rời khỏi Sài Gòn đó, đã nói rằng sau 30 năm nữa chúng tôi sẽ quay lại và lấy Việt Nam, không mất một viên đạn. Nhưng bây giờ đã 45 năm nay rồi, Đảng Cộng sản Việt Nam còn đó, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam còn đó, mà chính những người gọi là ngụy quyền đấy, không phải ngụy quân nhá, ngụy quyền nói, nhưng mà đến giờ không thực hiện được. Bởi vì sao? Cái câu nói đó đi sâu vào tiềm thức của nhân dân Việt Nam, của những người gọi là chiến sĩ cách mạng, những người cộng sản. Các vị nói câu đó là quay về lấy Việt Nam không mất một viên đạn, ý là sử dụng cái chiêu bài gì? Hình thức diễn biến hòa bình mà không có bạo loạn lật đổ, thay đổi chính quyền như chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ ở Đông Âu á, năm 1992 á. Nhưng mà cái mưu đồ đó không bao giờ thực hiện được với người dân Việt Nam, mà đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà thực hiện đúng cái duy chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì các anh còn lâu và còn lâu. Thậm chí bây giờ đã 45 năm rồi, các vị còn chưa sờ được đến cọng lông chân Cộng sản. Mà thời điểm năm 1982 đó, Hoàng Cơ Minh thành lập cái tổ chức gọi là tổ chức Việt Tân ở tại Ubon, Thái Lan, đem quân xâm nhập vào Việt Nam, Đông Tiến 1 thất bại, Đông Tiến 2 thất bại, và chính Hoàng Cơ Minh, người cầm đầu Đông Tiến 2, đã chết làm phân bón tại đất bạn Lào, bị ngay biên phòng Việt Nam và bộ đội Lào tiêu diệt tại Thái Lan nha. Còn các vị đấu mỏ như vậy, thực hiện cái chiến dịch, cái âm mưu diễn biến hòa bình như vậy á, gọi là cái tâm lý chiến như vậy, thì các vị không bao giờ thực hiện được. Bởi vì các vị xuyên tạc thì có những người dân như nông dân Cộng sản Dương Vi này lên phản biện, lên đấu tranh chống lại những cái âm mưu, cái luận điệu xuyên tạc đó. Đó là cơ quan gọi là không chính thống. Còn cơ quan báo đài chính thống, nó được đăng thường xuyên ở trên An ninh TV, trên quân đội báo, đài truyền hình quân đội nhân dân, nó cũng nói về cái đám xuyên tạc, và nhiều đài khác nói đến cái đám phản động này. Đấy, nhiều cơ quan báo chí người ta cũng nói về các nhà đấu tranh dân chủ quậy đần độn ở trong và ngoài nước để chống phá Đảng Nhà nước Việt Nam, thực hiện ý định, thực hiện cái mưu mô, âm mưu, thủ đoạn là bạo loạn lật đổ chính quyền nhân dân, thực hiện cách mạng màu tại Việt Nam đấy, nhưng mà không bao giờ thực hiện được. Cái cuốn sách thực hiện cách mạng màu ấy thực hiện được ở nhiều nước châu Á như Tây Á, ở châu Phi, thậm chí tại châu Âu, nhưng không thể thực hiện được với người dân Việt Nam, đặc biệt là chính quyền. Người ta cảnh giác các vị, người ta đề phòng các vị, bởi vì các vị đấu tranh, các vị chỉ xuyên tạc, chống phá, nói không đúng sự thật, thì các vị làm gì có cơ hội để tiếp cận với những người nông dân cộng sản như chúng tôi, đúng không ạ? Vâng, em chào chị An Nhiên.